Nga cắt đứt mạch sống của quân Ukraine ở Donbass. Nga công kích trên mặt trận Pogrov cao nhất trong 6 tháng. Sao tranh át liệt ở vũ trang khi Ukraine tìm cách cô lập Nga. Nga không kích xóa sổ bộ chỉ huy của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine tiết lộ thời điểm bắt đầu đàm phán hòa bình với Liên bang Nga. Xin kính chào quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 giờ mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Trên tiền tuyến, các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga đang tiếp tục tiến công và mở rộng vùng kiểm soát xung quanh khu định cư Ocheritino ở Donbass. Quân Nga đang tiến về phía tây bắc của khu định cư kiểu đô thị này, nơi họ gần như đã chiếm được ngôi làng Novo ở Donetsk. Hành động này được cho là có ý nghĩa chiến lược bởi họ có ý định cắt đứt tuyến đường tiếp tế chính cho quân đội Ukraine ở khu vực Donbass. Chuyên gia Julian Bokke viết trong bài báo đăng tên tờ Bill của Đức rằng lực lượng vũ trang Nga muốn tiếp cận được cao tốc H-32 trước tháng 9 2017, gọi là T-0504, nơi được mệnh danh là con đường sự sống. Con đường này đi từ Konstantinovka đến Pogrov, mở ra tuyến đường đến Dnipro. Đây là tuyến đường tiếp tế chính cho các đơn vị lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Trasovsa. Chuyên gia quân sự Đức lưu ý, các nhóm tấn công của quân Nga chỉ phải vượt qua khoảng 7 km để đến một sao lộ quan trọng từ rãnh Zazachiza để cắt đứt con đường tiếp cận của lực lượng vũ trang Ukraine. Chỉ có một trường ngại duy nhất cho các đơn vị tấn công của lực lượng vũ trang Nga, đó là khu vực phòng thủ kiên cố của lực lượng vũ trang Ukraine ở làng Volvihenka, và các vùng phụ cận. Nếu Nga vượt qua điểm này, coi như lực lượng Ukraine ở Donbass sẽ bị cắt đứt nguồn sống. Ông Putin nhấn mạnh, về lý thuyết nếu quân Ukraine mất cơ hội sử dụng đường cao tốc H-32, thì họ sẽ có các tuyến đường tiếp tế khác nhưng không thuận tiện như con đường hai làn đường nhựa mỗi bên này và sẽ mất rất nhiều thời gian. Trước đó, các chuyên gia Ukraine từ cổng District khẳng định, lực lượng Nga tấn công theo hướng Pokrovsky, Chasuzhsky là đòn đánh rất hiểm và có thể khiến Ukraine phải khốn đốn. Ngày 16 tháng 6, mặt trận Pokrov chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong các hoạt động quân sự của Nga với hơn 100 cuộc giao tranh được nhận. Trong thông báo mới đây, lực lượng Ukraine ghi nhận sự gia tăng các cuộc tấn công của Nga. Trên mặt trận Pokrov, số lượng các cuộc đụng độ đã tăng lên đến 40, con số cao nhất trong tháng 6. Phía Nga đã sử dụng hàng loạt phương tiện tấn công sẵn có, từ máy bay, pháo binh, các phương tiện chiến đấu, UAV tấn công, máy bay không người lái FPV cho đến vũ khí nhỏ. Các cuộc tấn công của Nga chủ yếu nhắm vào các khu định cư như Novo Jeb Henrika, Kilinove, Sokol, Novosibirska, và Umaske. Lực lượng phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 32 cuộc tấn công của Nga, trong khi 8 cuộc đụng độ khác vẫn đang xảy ra. Tổng cộng, trong ngày 16 tháng 6, đã có 104 cuộc giao tranh xảy ra trong khu vực chiến sự. Trên mặt trận vũ trang, giao tranh dữ dội đang xảy ra khi các lực lượng của Ukraine tìm cách cô lập các đơn vị của Nga tiến công qua biên giới gần đó theo các blogger quân sự của hai bên tại một nhà máy xây dựng ở rìa phía bắc Vũ trăng cũng đang diễn ra những cuộc đụng độ ác liệt stanislav bodantinov được gọi là osman chỉ huy một tổ lính ukraine đã miêu tả tình hình ở Vũ trăng thuộc phía đông Kharkov cách biên giới vài km là khó khăn nhưng kiểm soát được và nói rằng quân đội nga đang bị bao vây các lực lượng của Nga bắt đầu vượt biên vào tháng trước trong cuộc tấn công theo chiều hướng mà Điện Kremlin cho biết nhằm tạo ra một vùng đệm để ngăn Ukraine tấn công các thành phố của Nga như Belgorod, Đầu tiên, Nga giành được một số ngôi làng gần biên giới và tiến đến rìa Vô Trăng, nơi mà các lực lượng của Ukraine giành được vào tháng 9 2022 sau khi bị Moscow kiểm soát trong một vài tháng. Nhóm quan sát Deep State của Ukraine cho biết, các nhóm nhỏ binh lính Nga đã nhiều lần cố gắng chiếm nhà máy xây dựng trên nhưng đã bị các lực lượng của Ukraine đẩy lùi, cho rằng việc tiếp tế cho các binh lính Nga sẽ ngày càng trở nên khó khăn. Deep State tiết lộ, thức ăn và nước uống đang được vận chuyển đến họ bằng UAV. Các video gần đây cho thấy UAV của Ukraine đang tấn công nhà máy này. Blogger quân sự Nga Warzungro cho biết trên Telegram rằng giao tranh trong khu vực diễn ra ác liệt khi quân đội Ukraine tiến hành các cuộc phản công, cố gắng đánh bật các lực lượng của Moscow khỏi các vị trí họ chiếm giữ, nhưng không đề cập đến việc quân đội Nga bị bảo vệ. Ở diễn biến khác, các vị trí của quân đội và các cơ sở quân sự của Ukraine đang ngày trở thành mục tiêu của các chiến đấu cơ Nga trong những tháng gần đây. Tuần trước, tiêm kích Su-34 của Nga đã tấn công một bốt chỉ huy của quân đội Ukraine. Cuộc tấn công này sử dụng bom rơi tự do, được trang bị một mô đun lượn và điều chỉnh. Bộ kit giúp biến bom thông thường thành bom dẫn đường chính xác, trong khi tiêm kích Su-35S làm nhiệm vụ yểm trợ. Các chế đấu cơ đã thực hiện cuộc ném bom trên mà không cần tiến vào khu vực nằm trong phạm vi của các hệ thống phòng không Ukraine và trở về căn cứ mà không hề hấn gì. Trong khi đó, một nghị sĩ Nga cho biết, bất kỳ đợt cung cấp vũ khí nào, trong đó có tiêm kích F-16 cho Ukraine từ Đan Mạch, sẽ được Nga coi là sự tài trợ trực tiếp cho chủ nghĩa khủng bố và những tiêm kích này sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của các lực lượng Moscow. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cho biết, sau cuộc gặp với Thủ tướng Đan Mạch, Med Federation rằng khi mong Đan Mạch sẽ cung cấp tiêm kích F-16 trong tương lai. Mikhail Sremet, thành viên Duma Quốc gia Hạ viện Nga cho hay, bất kỳ đợt cung cấp vũ khí sát thương nào cho chính quyền Kiev đều sẽ bị chúng tôi coi là sự tài trợ trực tiếp cho chủ nghĩa khủng bố. Điều khiến dân thường thiệt mạng và phá hủy các cơ sở hạ tầng dân sự. Các tiêm kích F-16 sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên bị vô hiệu hóa ngay từ giai đoạn chúng được chuyển giao và là lý do cho việc phá hủy các căn cứ triển khai mới. Theo nghị sĩ này, cáo chiến đấu cơ của Đan Mạch sẽ không giúp các lực lượng của Ukraine tránh khỏi thất bại. Tại hội nghị hòa bình Ukraine do Thụy Sĩ đăng cai ngày 16 tháng 6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã thừa nhận rằng cuối cùng sẽ cần phải có sự tham gia của Nga vào các cuộc đàm phán hòa bình. Phát biểu với báo chí tại khu nghỉ dưỡng Burgestock ở dãy núi Alpine, ông Kuleba thừa nhận cả Ukraine và Nga sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán vào một thời điểm nào đó để đạt được hòa bình. Nhà ngoại giao hàng đầu của Kiev tuyên bố, hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột và tất nhiên, chúng ta cũng cần phía bên kia ngồi vào bàn đàm phán. Rõ ràng là cần phải có sự tham gia của cả hai bên để kết thúc cuộc xung đột. Việc của chúng tôi là đảm bảo rằng Ukraine ở vị thế mạnh nhất vào thời điểm cần phải thương lượng với Nga. Nga không được mời tham gia hội nghị hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Moscow mô tả hội nghị này là vô nghĩa do Kiev và các nước phương Tây không sẵn lòng xem xét các điều khoản của Nga. Hội nghị thượng đỉnh chủ yếu dựa trên công thức hòa bình 10 điểm do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất, điều mà Moscow đã kiên quyết bác bỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14 tháng 6 đã lên tiếng về các điều kiện ngừng bắn, nhưng cả Ukraine và phương Tây đều bác bỏ. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cho hay, một số quốc gia ngoài châu Âu và Bắc Mỹ có quan điểm khác về cuộc xung đột. Ông Kuleba thừa nhận, Hôm qua đã có tiếng nói từ Nam Bán Cầu về những thỏa hiệp khó khăn cần phải thực hiện. Đây không phải là quan điểm chúng tôi nghe được từ các đối tác phương Tây. Theo danh sách được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, trong số 92 quốc gia cử đại diện tới Hội nghị thượng định, chỉ có 78 quốc gia ký vào thông cáo chung cuối cùng. Một số nước cho rằng lẽ ra Nga phải có mặt tại bàn đàm phán. Cũng liên quan đến cuộc giao tranh chưa có hồi kết Ukraine, Cựu đặc vụ CIA Larry Johnson nhận định trên kênh YouTube Dialog World cho rằng sự chia rẽ trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO về vấn đề Ukraine đang tiếp tục gia tăng. Ông Larry Johnson nhận xét, Mỹ gây sức ép lên Đức và Ba Lan, bắt những nước này cung cấp tên lửa và chứa cho Ukraine. Hai nước đối không. Sau đó, Hungary tuyên bố sẽ không cung cấp bất cứ thứ gì cho Ukraine. Slovakia đang chuẩn bị truy tố người định bán hoặc trên thực tế đã bán một số máy bay cho Ukraine. Tất cả những việc đó dẫn đến sự chia rẽ ngày càng tăng trong NATO nếu khách quan nhìn từ bên ngoài có thể thấy rằng trong NATO đang diễn ra cảnh hỗn loạn. Theo chuyên gia này, Liên minh châu Âu không thực hiện bất kỳ nỗ lực đặc biệt nào để hỗ trợ chế độ Kiev. Vì trên thực tế, đây là những quốc gia riêng lẻ sẽ sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ này. Ngoài ra, đã có những dấu hiệu cho thấy Bruxelles bắt đầu thay đổi cách nói của mình. Ông Johnson nói thêm. Nga nhiều lần đã tuyên bố rằng không mang lại điều gì tốt lành cho Ukraine và chỉ kéo dài xung đột, trong khi các chuyến hàng vận chuyển vũ khí trở thành mục tiêu tấn công hợp pháp của quân đội Nga. Tuần này, Tổng thống Nga và Vladimir Putin đã đưa ra đề xuất mới để giải quyết xung đột. Theo ông, để bắt đầu đàm phán hòa bình, chính quyền Kiev phải rút quân khỏi toàn bộ lãnh thổ các khu vực mới của Nga, các khu vực LNR, DNR, Kherson và Zaporizhia. Tổng thống lưu ý rằng chiến sự sẽ chấm dứt ngay khi Ukraine đồng ý với điều kiện này. Chuyển sang những diễn biến liên quan đến xung đột tại Gaza, ngày 16 tháng 6 mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden sử dụng bài phát biểu gửi tới người Hồi giáo nhân dịp lễ Eid al -Ara để thúc đẩy sự thảo luật ngừng bắn được Washington hậu thuẫn, khẳng định đề xuất này là cách tốt nhất để giúp đỡ những người dân phải chịu đựng hoàn cảnh khủng khiếp của cuộc chiến giữa Hamas và Israel. Trong bài phát biểu có đoạn, Quá nhiều người vô tội đã bị sát hại, trong đó có hàng nghìn trẻ em. Nhiều gia đình đã phải rời bỏ nhà cửa và chứng kiến cộng đồng của họ bị tàn phá. Nỗi đau của họ thật khủng khiếp. Tổng thống Mỹ chia sẻ, Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng đề xuất ngừng bán 3 giai đoạn mà Israel đưa ra đối với Hamas và đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tán thành là cách tốt nhất để chấm dứt xung đột ở Gaza và cuối cùng là kết thúc chiến tranh. Mỹ đã và đang hồi thúc Israel và Hamas chính thức chấp thuận dự thảo thỏa thuận ngừng bắn được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bật đèn xanh hồi tuần trước. Trước đó vào tháng năm vừa qua, Tổng thống Biden đã đưa ra dự thảo luận mà theo ông là do phía Israel đề xuất hướng tới lệnh ngừng bắn toàn diện ở giải gaza để đổi lấy việc trả tự do so cho các con tin. Đề xuất bao gồm 3 giai đoạn, bắt đầu với lệnh ngừng bắn đầy đủ và toàn diện kéo dài 6 tuần. Trong giai đoạn thứ hai, Hamas và Israel sẽ đàm phán các điều khoản nhằm chấm dứt vĩnh viễn tình trạng thù địch. Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm kế hoạch tái thiết lớn dành cho Gaza. Trong bối cảnh ấy, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lên tiếng chỉ trích việc quân đội Israel công bố kế hoạch ngừng bắn chiến thuật hàng ngày dọc theo một tuyến đường chính dẫn vào giải Gaza nhằm tạo điều kiện cho việc vận chuyển hàng nhân đạo. Một quan chức Israel tiết lộ, khi Thủ tướng biết về kế hoạch ngừng bắn chiến thuật vào buổi sáng, ông ấy đã nói với phía quân đội rằng điều này không thể chấp nhận được. Truyền thông địa phương cho biết quyết định của quân đội dường như chưa được chỉnh lên nội các và nó đã khiến một số quan chức phật ý. Phía quân đội sau đó đã đảm bảo với Thủ tướng Netanyahu rằng chiến dịch quân sự ở Rafah vẫn sẽ tiếp tục. Một đài truyền hình Israel dẫn lời ông Netanyahu, chúng ta là một đất nước có quân đội, không phải chế độ quân đội quản lý nhà nước. Trước đó, quân đội Israel thông báo rằng họ sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự từ 8 đến 19 giờ ở khu vực cửa khẩu Kerem Salom dẫn tới Salah Adin. Đây là tuyến đường đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng cứu trợ nhân đạo tới gaza, vốn bị đình trệ khi quân đội Israel tiến vào Rafah hồi tháng 5. Mặt khác, theo Time of Israel, vào ngày 16 tháng 6, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel IDF Daniel Hagari cảnh báo rằng các đợt giao tranh liên tục giữa lực lượng này và Hezbollah có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho khu vực. Ông Hagari cho biết, Hezbollah đang tăng cường tần suất tập kích chống lại Israel. Kể từ khi cuộc chiến với Hamas nổ ra, Hezbollah đã phóng hơn 5.000 quả tên lửa và UAV tại khu vực biên giới Liban. Động thái leo thang căng thẳng của tổ chức này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng với Liban và khu vực. Phát ngôn viên IDF nhấn mạnh, quân đội Israel sẽ thực hiện mọi biện pháp để bảo vệ người dân cho tới khi an ninh ở biên giới với Liban được khôi phục. Ngày 16 tháng 6 mới đây, truyền thông Nga đồng loạt đưa tin về vụ các phạm nhân ủng hộ tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng IS đã bắt hai quản giáo tại một trại giam của Nga làm con tin. Theo các quan chức thành phố Rostov on Don miền Nam nước Nga, hai quan giáo đã được giải cứu chỉ trong một thời gian ngắn khi bị một nhóm tù nhân bắt làm con tin tại một nhà tù ở địa phương này vào buổi sáng cùng ngày nhóm tù nhân trong đó có một số đối tượng có tiền án khủng bố được cho là đã trốn khỏi phòng giam sau đó xông vào nơi ở của các quan giáo để bắt giữ hai người bao gồm người đứng đầu bộ phận vận hành nhà tù và quan chức cấp dưới thuộc bộ phận trực ban Cơ quan nhà tù Liên bang Nga sau đó xác nhận đã thực hiện một loạt hoạt động đặc biệt để tiêu diệt nhóm tù nhân khi các cuộc đàm phán không mang lại kết quả nào. Hai con tin đã được giải cứu và bình an vô sự. Thông tin thêm về vụ việc, kênh Baza Telegram cho rằng nhóm tù nhân trên có tổng cộng 6 thủ phạm, trong đó 3 đối tượng từng tham gia vào tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Thậm chí các đối tượng còn tính đến kịch bản sẽ tấn công vào tòa án tối cao ở Cộng hòa Kracherovo, Chorkesian, miền nam nước Nga. Thời gian vừa qua, những diễn biến của các vụ pha chạm trên Biển Đông vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu khi Philippines tiếp tục tố tàu hải cảnh Trung Quốc quấy rối, ngăn chặn và thực hiện hành động nguy hiểm nhằm vào tàu Philippines ở Biển Đông. Trong đó có các vụ tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu chở hàng tiếp tế cho lực lượng Philippines ở bãi cỏ mây. Mới đây, phía Trung Quốc đã đưa ra cáo buộc một tàu tiếp tế Philippines đã tiếp cận nguy hiểm một tàu Trung Quốc dẫn đến va chạm sau khi tàu này di chuyển vào vùng biển này. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, hải cảnh Trung Quốc cáo buộc vào ngày 17 tháng 6, một tàu tiếp tế Philippines đã xâm nhập trái phép vào vùng biển gần bãi cò mây, Biển Đông. Lực lượng này nói rằng họ đã thực hiện biện pháp kiểm soát theo luật với tàu Philippines. CCTV dẫn lại thông tin từ hải cảnh Trung Quốc, vào lúc 5 giờ 59 phút hôm nay, tàu tiếp tế Philippines đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo nghiêm túc của phía Trung Quốc vi phạm quy tắc tránh va chạm trên biển quốc tế, tiếp cận tàu di chuyển bình thường của phía Trung Quốc một cách cố ý và nguy hiểm, không chuyên nghiệp dẫn tới va chạm. Không rõ tàu Philippines đã va chạm với tàu nào của Trung Quốc. Hai cảnh Trung Quốc chỉ nói đây là tàu di chuyển bình thường của phía Trung Quốc. Trung Quốc không đề cập hai tàu có bị hư hại gì sau cuộc va chạm. Hai cảnh Trung Quốc tuyên bố rằng trách nhiệm hoàn toàn thuộc về Philippines. Philippines chưa lên tiếng về sự việc. Nằm trong khu vực của quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bãi cỏ mây cách đảo Palawan của Philippines khoảng 200 km và cách đảo Hải Nam Trung Quốc hơn 1.000 km. Vừa qua, Trung Quốc đã ban hành quy định có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6, cho phép hải cảnh Trung Quốc bắt giữ những người nước ngoài bị nghi ngờ vi phạm quản lý xuất nhập cảnh, đồng thời các tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vào lãnh hải của Trung Quốc và các vùng biển lân cận có thể bị giam giữ theo luật. Thời hạn giam giữ lên tới 60 ngày được áp dụng với những trường hợp phức tạp sau tai nạn máy bay thảm khốc ngày 10 tháng 6, khiến Phó Tổng thống Malawi Solo Chimina cùng với toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng. Tăng lễ của ông được cử hành vào ngày 16 tháng 6 tới đây. Tuy nhiên, khi đang di chuyển trên đường, đoàn xe chở lính cữu của Phó Tổng thống Malawi không may đâm vào đám đông ở làng Ntechu, miền trung Malawi. Cảnh sát địa phương cho biết, đoàn xe chở linh cữu của ông đang trên đường di chuyển về làng Nusipere quê nhà của ông Chilima, để chuẩn bị cho lễ an táng thì gặp tai nạn. Có rất đông người dân đã tụ tập ở trên đường và yêu cầu đoàn xe dừng lại để được nhìn thấy linh cữu của ông Chilima. Điều này đã dẫn tới sự cố không mong muốn. Phía cảnh sát Malawi thông báo, vụ tai nạn khiến cho 4 người thiệt mạng, bao gồm một phụ nữ đang mang thai, 12 người khác bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Truyền thông địa phương cho biết, sự cố kể trên đã làm ảnh hưởng đáng kể tới tang lễ của ông Chilima nhưng các quan chức cấp cao của UTM đảm bảo sẽ tổ chức một buổi lễ bình yên cho cố phó tổng thống. Vào ngày 10 tháng 6, máy bay chở ông Chilima và 9 người khác đã mất tích sau khi cất cánh từ thủ đô Lilongwe. Tới ngày 11 tháng 6, nhà chức trách đã tìm thấy xác của máy bay bị rơi ở vùng núi Chikanwaga, miền bắc của Malawi. Ông Chilima và toàn bộ người trên máy bay đều thiệt mạng. Tổng thống Malawi sau đó đã tuyên bố quốc tàng cho các nạn nhân. Trong không khí sôi động của mùa Euro 2024 diễn ra tại Đức, nhiều cổ động viên của các đội tuyển dường như khó kìm nén được sự kích động và đã có những hành vi quá khích khiến lực lượng cảnh sát tại quốc gia này thêm đau đầu. Trước trận đấu Euro 2024 giữa Serbia và Anh đã xảy ra một cuộc xô sát giữa người hâm mộ hai bên tại một quán bar ở thành phố Grenzing Một thông tin cho rằng xung đột là do nhóm người Anh khởi xướng. Những người này dùng từ ngữ thiếu thiện cảm với đối phương và họ khiến các cổ động viên của đối thủ nổi nóng và lao vào ẩu đả. Trong lúc xô sát, người hâm mộ hai bên đã ném nhiều đồ vật vào nhau, làm hại cơ sở vật chất của quán. Các cổ đồng biên Serbia tỏ ra máu trên hơn. Những người chứng kiến cho biết họ lao vào tấn công tới tấp các cổ động viên Anh khiến không ít người bị thương. BBC đưa tin cảnh sát đã bắt giữ 7 người đến từ Serbia và một trong số họ bị buộc tội gây tổn hại cơ thể nghiêm trọng. Người này bị giam giữ để chờ ngày ra tòa. Trong khi đó, các cổ động viên Anh thì không bị truy cứu, nhưng họ vẫn nằm trong tầm ngắn của cảnh sát Anh, theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Đây là một vụ việc khiến cho Đức phải đau đầu trong dịp diễn ra Euro. Trong ngày khai mạc, ba cổ động viên Scotland đã có hành hung một cô gái. Theo trang tin tức của Đức, TAG24, vụ việc xảy ra tại khu vực dành cho người hâm mộ ở một công viên Olympic vào khoảng 21h50 theo giờ địa phương, trước trận mở màn giữa Đức và Scotland. Ba người Scotland đã đá vào lưng của một cô gái 22 tuổi rồi lăng mạ cô. Nạn nhân ngay lập tức liên lạc với cảnh sát, họ liên bắt giữ ba kẻ này nhưng sau đó đã được tại ngoại. Trước trận Ba Lan với Hà Lan vào tối qua, một phan cuồng đã mang rìu và bom xăng đi cùng một nhóm cổ động viên Hà Lan, sau đó người này còn thách thức cảnh sát. Sau nhiều đòn cảnh báo không thành công, cảnh sát Đức đã phải bắn hạ người này. Hiện cổ động viên quá kích đang được điều trị y tế dưới sự quản lý của các nhà chức trách những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự quốc tế hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo